Xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với kênh xe tải Khanh. Thì hôm nay Khanh có ghé xưởng thùng chuyên đóng Isuzu của Khanh để nghiệm thu một số con xe Isuzu mà khách hàng gửi Khanh để làm. Hôm nay đi ghé kiểm tra sẵn có mấy con xe đã hoàn thiện xong thì Khanh quay giới thiệu cho anh chị, cũng sẵn cập nhật giá cho anh chị luôn. Trước mặt anh chị là một con xe WKR210 phiên bản thùng chính. Thì cái con xe này nó sẽ có hai tải cho mình lựa chọn, một là 1 tấn 90, hai là tải là 2 tấn 3. Đó, anh chị muốn lấy loại nào cũng được. Hoặc anh chị có thể lấy dòng WKR270 thì có phiên bản nâng tải lên tại 2 tấn 8. Đó, con này thì thùng dài 4x3 nha. Đó, xe đóng thùng xong hết rồi. Thì ngoài thùng kính ra thì Khanh còn đóng thùng bạc, thùng lẫn, rồi thùng chuyên dùng. Tất cả là thùng nếu theo yêu cầu khách hàng. Thế thùng nào Khanh đóng cũng được hết á. À, WKR230 thì con này là phiên bản thùng ngắn này nha. 2010 nữa nè. WKR550 nè. Nói chung Isuzu là xe gì Khanh cũng có hết. Mọi người cứ liên hệ với Khanh để có cái giá tốt nhất. Giá Khanh là giá tốt nhất nha, Khanh bảo đảm cam kết với mọi người là giá tốt nhất luôn. Và xe là phiên bản năm 2023 nha. 2023. Con này hiện tại giá nếu mà anh chị lấy giá xe thùng chưa giấy tờ thì thùng tiêu chuẩn thôi nha. Khanh báo cho anh chị là giá nó tầm khoảng là 570 chưa giấy tờ nha. Giấy tờ thì tùy theo tỉnh. Tỉnh xa xa thì nó có chi phí đi lại, xăng dầu nó cao hơn xíu so với tỉnh gần thành phố. Với tỉnh thành phố thì nó tầm khoảng 2 mấy triệu. Còn như tỉnh xa xa thì nó tầm khoảng gần 30 triệu. Đó. Giá là Khanh bảo đảm tốt nhất cho anh chị rồi. Trong phân khúc xe chính hãng thì bây giờ Isuzu là vô đối rồi. Isuzu dưới 3 tấn là Isuzu là chùm rồi. Không có ai mà cạnh tranh là Isuzu hết. Thiết kế đẹp, giá cả hợp lý, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Tầm giá dưới 600 nha, thùng option thì nó sẽ hơn, thùng tiêu chuẩn thì Khanh để cho anh em tầm khoảng, nếu mà tính xa xa thì tầm khoảng 600, còn như tính gần gần thì tầm khoảng 590 mấy thôi là xong. Chọn gói anh chị em có thể là lấy cái phiên bản mẫu 2023 mới nhất rồi. Xe trang bị động cơ Isuzu với dung tích máy là 2.9, 5 số tiếng, 1 số lùi, máy lạnh radio đầy đủ. Xe này thì anh chị em mua, nếu mà có điều kiện thì mua mấy dòng này thì nó khỏe. Đó. Động cơ nó bền, rồi cái giá trị xe thì nó còn mãi. Còn như mà anh chị mà ít tiền xíu thì mua, chấp nhận mua mấy con xe liên danh thì giá nó thấp hơn một xíu, nhưng mà nó bù lại cái là nó nhanh thu hồi vốn. Nhanh thu hồi vốn hơn anh chị dễ làm ăn hơn. Nhưng mà mấy xe liên danh thì nó được cái là nó tải trọng cao. Đó, trên là tầm khoảng hơn 100 triệu á. Rồi mấy con xe liên danh thì nó giờ nó tầm khoảng 400 mấy. Còn như Isuzu thì giờ nó tầm khoảng là 600. Trên là tầm khoảng 100 triệu. Ở đây Khanh có làm thêm mấy cái kẹp đây nè để mà bảo vệ cái gương. Cái gương này hay bị ăn trộm, người ta bẻ người ta lấy cái gầm gương này. Là bên Khanh thì bấm thêm vô để bảo vệ gương. Mẫu này thì mẫu 230 với mẫu 270 thì nó y chang nhau nha, cabin này y chang nhau. Giá cả thì Khanh đã nói rõ cho mọi người nha. Đó, nếu mà cái dòng mà WKR270 á, 210 á, với 270 á, nó cùng giá nó tầm loanh quanh đâu đó tầm khoảng gần 600 lăn bánh là thùng tiêu chuẩn, đối với phiên bản thùng tiêu chuẩn nha. Còn như thùng option thì nó sẽ khác nha. Rồi ngân hàng hiện tại đang hỗ trợ vay cho anh chị là 75% giá trị xe. Đưa trước cho bên Khanh là 25% thôi. Thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh căn cước hai vợ chồng với lại giấy đăng ký kết hôn là được. Nếu mà chưa có gia đình á thì chuẩn bị cho Khanh giấy xác nhận độc thân là xong. Đây là bên trong thùng kính, con kia cũng như con này mà con kia nó nằm bên trong chật quá Khanh không quay được, con quay con này cho anh chị. Đó, phiên bản thì tùy theo phiên bản thùng nha. Thì thùng này Khanh đóng tạm thời Khanh đóng một vách. Đó, một vách thì Khanh sẽ ốp thêm một vách nữa. Nó hai phiên bản hai vách. Ở chính giữa mình sẽ có mút xốp nha. Rồi Khanh làm thêm một cái rãnh này để mà khách hàng buộc hàng. Dòng hàng lại không bị mà ví dụ như anh chị chở thuê trọ nữa. Có cái gì mà chị sợ mà đổ vỡ thì mình có dây mình buộc đây, hoặc là khách hàng chở mấy linh kiện điện tử rồi á thì cũng có cái chỗ mà để cuộc hàng lại, nó không bị đổ nha. Sàn đây là sàn kiểm nha, sàn kiểm nè. Vách ngồi là mình làm vách inox nha. Dập sóng, cái loại nào mà lên dập sóng thì nó nhìn xe nó cứng cáp lắm, chắc chắn lắm. Khung xương là khung xương kiểm. Vách trên đầu đây là tôn kiểm luôn. Con này thùng dài 4.3 nha. Chiều cao của nó là gần 1.9. Chiều cao của nó cũng gần 1.9.
thì ngồi thùng kính, thùng bạc, thùng lớn, thùng chuyên dùng gì, thùng gì khanh đóng cũng được nha. Mọi người muốn đóng thùng gì khanh đóng cho mọi người thùng đó. Phiên bản này sẽ có một cái cửa hông ở đây, cửa hông để anh chị dễ thuận tiện hơn xuống hàng hóa, mình chỉ cần tắp vào lề là mình có thể lấy hàng được nè, đó kiểu như vậy. Giá cả thì khanh báo rồi nha mọi người, là chỉ có 590 mấy 600 triệu là đang bán được một con Isuzu chính hãng WKR 210 270. Còn như dòng thùng ngắn WKR 230 thì nó rẻ hơn. Tên của Khanh thì Khanh luôn là báo giá rõ ràng lắm, được thì anh chị ủng hộ em Khanh thôi, chứ mình không có mập mờ tốt thời gian của nhau làm gì. Cứ được thì anh chị ủng hộ, Khanh báo rõ ràng, ngân hàng hỗ trợ vay nhiêu đó, anh chị mua xe này là nhiêu đây, không phát sinh hoặc là phát sinh những chi phí gì, anh chị mua trả góp thì anh chị phải phát sinh là bảo hiểm hai chiều. Rồi còn phải ủng hộ ngân hàng là thường thường là phải mua một cái bảo hiểm nhân thọ nữa, nhưng mà Khanh sẽ cố gắng xin cho anh chị khách hàng nào tài chính tốt thì Khanh xin mua gói thấp nhất tầm khoảng 10-10 mấy triệu thôi, còn nhưng mà mấy cơ hàng khác thì nó ép anh chị mua ít nhất là 15-25 triệu. Nó Khanh nói rõ ràng đó, được thì anh chị ủng hộ Khanh chứ Khanh không có mập mờ. Nó mua bán thì nó rõ ràng thì mau mắn cho anh chị hơn, cũng mau mắn cho Khanh luôn. Rồi chắc Khanh sẽ kết thúc video ở đây. Khanh giới thiệu cái dòng WKR 210 phiên bản thùng kính. Bữa nào anh chị mà muốn thùng gì thì cứ bình luận phía dưới thì Khanh sẽ kiếm cái thùng đó cho quay cho anh chị nha. Hoặc là anh chị muốn Khanh review xe gì thì cứ bình luận phía dưới nha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video, nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Khanh nha. Xin chào và hẹn lại mọi người ở video tiếp theo.